Đối với mình, chào khán giả người VTV, sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Philippines sẽ trao cho Trung Quốc hai nghi can giết chết hai nhà ngoại giao. Giáo viên bị giết trong trường học Thụy Điển, kẻ tấn công bị bắn chết và bé gái 4 tuổi bị bắn chết trên xe ở New Mexico. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Philippines nói sẽ trao cho Trung Quốc hai nghi can liên quan tới vụ sát hại hai nhà ngoại giao Trung Quốc tại Philippines. Hai nhà ngoại giao thiệt mạng và người thứ ba bị thương trong vụ nổ súng tại một nhà hàng ở thành phố Cebu của Philippines hôm thứ Tư, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ làm việc cho tòa lãnh sự Trung Quốc và chồng của bà này. Họ được hưởng miễn trừ ngoại giao và sẽ bị gửi trả về Trung Quốc. Nghi can nổ súng được xác định có tên là Lý Khánh Lượng. Vợ của ông Lý là bà Quách Tinh, nhân viên làm việc ở bộ phận visa của lãnh sự quán, cũng bị giữ để thẩm vấn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng Bắc Kinh đã viện đến quyền miễn trừ ngoại giao cho hai người này theo công ước viên của Liên Hiệp Quốc. Công ước viên 1961 trao cho các nhà ngoại giao và nhân viên sứ quán quyền được bảo hộ gồm cả quyền miễn tố khỏi luật pháp địa phương và khỏi bị việc truy tố hình sự. Trung Quốc nói họ đang điều tra về vụ nổ súng. Một người đàn ông bịt mặt hôm thứ Năm cầm dao xông vào trường học ở vùng phía Nam Thủy Điển, giết chết một giáo viên và gây thương tích trầm trọng cho hai học sinh, cùng một nhà giáo khác trước khi bị cảnh sát bắn chết. Các học sinh hốt hoảng bỏ chạy khỏi trường Cronen ở thành phố Tohatan gần Gondborg thành phố lớn thứ nhì ở Thụy Điển sau cuộc tấn công xảy ra vào khoảng lúc 10 giờ sáng. Khi cảnh sát tới nơi thì thấy một nam giáo viên đã bị thiệt mạng, một nam giáo viên khác cùng hai học sinh bị thương. Người tấn công mang theo một đến hai con dao lớn cũng có thể là một cây kiếm. Các điều tra viên hiện chưa cho biết rõ ràng loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công này. Một học sinh 14 tuổi cho biết lúc đầu em cứ tưởng đây là trò đùa ngày lễ Halloween vì người tấn công mặc quần áo đen và đeo mặt nạ. Đến khi người này dùng dao đâm giáo viên, các học sinh quanh đó mới hốt hoảng tháo chạy. Cảnh sát cho ai người tấn công là 21 tuổi, sống ở tan Lý do của cuộc tấn công hiện chưa được biết. Cảnh sát Abukiki tiểu bang New Mexico cho biết đã bắt giữ một người tình nghi có liên quan đến vụ bạo động giết một em bé gái 4 tuổi bị bắn chết vào chiều thứ ba. Nghi can này tên là Tony Torres, 32 tuổi, thú nhận đã bắn chết bé gái. Cảnh sát trưởng Golden Eden cho biết hai chiếc xe chạy cắt đường nhau lúc khoảng 3 giờ chiều thứ ba trên xa lộ I-40 ngang thành phố Abukiki. Theo lời người lái xe pick-up màu đỏ, ông Alan Garcia, ông vừa đón đứa con trai 7 tuổi và đứa con gái Lily Garcia 4 tuổi ở trường học về và để chúng ngồi phía sau. Người mang súng duy nhất là Torres, người lái chiếc xe kia, vượt lên ngang chiếc xe pick-up rồi nổ nhiều phát súng trong lúc hai xe vẫn đang chạy nhưng chỉ có Lily trúng đạn. Ông Eden tin rằng hung thủ là người duy nhất trên xe mà FBI và cảnh sát đã bắt được. Theo cảnh sát, trước khi vụ nổ súng xảy ra, ông Garcia và ông Torres có cãi nhau trong lúc hai xe qua mặt nhau. Một cảnh sát viên quận hạt lái xe đi ngang trước pick up bị nạn đậu bên đường và là người đầu tiên khám phá ra vụ bạo hành. Ngay sau đó, một nữ y tá bệnh viện University of New Mexico ngoài giờ làm việc cùng một nữ y tá khác chạy qua ngừng lại và cố gắng cứu nạn nhân nhưng không có kết quả. Bé Lily được đưa lên xe cứu thương và đưa đến bệnh viện và bị tắt thở tại đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin kỳ biệt TV hôm nay. Xin hẹn gặp lại chương trình kỳ tới.